hậu quả đó là gì? Đó là cái cổ họng của mình nó bị nóng nè, rồi cái giọng của Phương Anh hôm nay nó không có được thanh như mấy hôm trước, là bởi vì nóng quá cái giọng của mình nó sẽ khàn khàn, hoặc là nó bị đặc lại luôn, hoặc là một số người thì sẽ bị mất tiếng luôn. Trời ơi, cái chùm nó trái to quá mà hái không có được mọi người ơi. Phương Anh đang đi đường vườn nhãn nè. Vườn nhãn này là vườn nhãn ở Bạc Liêu nha. 50.000 đồng một vé mà mình có thể ăn ba bụng luôn, có nghĩa là ăn chừng nào ớn thì thôi. Nhưng mà có một điều này Phương Anh cần phải lưu ý với mọi người, khi mà mình đi vườn nhãn hoặc là vườn trái cây, đó là mình phải biết những cái loại trái nào nó làm nóng. Ví dụ như trái nhãn này ăn rất là nóng luôn. Hôm qua tới bây giờ Phương Anh ăn hơn 2 kg nhãn luôn, mọi người có thể tin được không? Và hậu quả đó là gì? Đó là cái cổ họng của mình nó bị nóng nè. Rồi cái giọng của Phương Anh hôm nay nó không có được thanh như mấy hôm trước, là bởi vì nóng quá cái giọng của mình nó sẽ khàn khàn, hoặc là nó bị đặc lại luôn, hoặc là một số người thì sẽ bị mất tiếng luôn. Nếu như chúng ta ăn đồ nóng quá nhiều, đồ nóng ví dụ như là ví dụ như là nhãn nè, chôm chôm nè, sầu riêng nè, rồi trái gì nữa chị? Mít nè. Những cái trái nóng đó đó mọi người, khi mà mình ăn vào á thì nó sẽ đổ ghèn nè, rồi nổi mụn nè, và giọng của mình á thì nó cũng sẽ bị hàn đặc lại, nó không có được trong, nó không có được hay, và thời gian dài nha thì nó sẽ ảnh hưởng đến giọng của mình và sắc đẹp của mình rất là nhiều. Chính vì vậy khi mà chúng ta ăn những quả này á thì chúng ta ăn vừa phải thôi, bởi vì á ăn vừa phải á thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe nè, giọng của chúng ta nè, hơi của chúng ta nè. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ vậy á, chứ mình đâu có làm được đâu cả nhà. Nên là qua đây vẫn ăn liên tục, ăn hơn 2 kg rồi, và bây giờ tiếp tục ăn tiếp đây. Bye bye mọi người.